Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá lại tiếp tục lên sóng nha. Thanh Quá tiếp tục gửi lời chúc tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em nghe vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, làm ăn phát tài phát đạt nha. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một con em đồng hồ Casio cơ ha. Em này là bền chậu bò luôn ha. Mình đã test rất là lâu rồi. Bữa 16 tây tới giờ đó. Tết giờ đâu có đăng đồng hồ bán đâu, cho nó chạy thì thầm chạy hoài luôn, nó kêu rất là nhỏ nha, không có nghe tiếng luôn nha quý khách. Đó, ngoại hình rất là còn đẹp ha. Em này là bằng gỗ nha, nên giá nó hơi nhín hơn kia chút, này là bằng gỗ ha. Mình đã chập đủ kiểu rồi ha, không có bị bởi sức mẻ gì hết ha. Và đặc biệt máy á, cái máy là cũng là máy được gia băng ha. Đó, chỉnh cơ như cái đồng hồ Việt Nam mình gì đó cũng dễ lắm. Rồi, ok hết rồi đó. Quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu á, liên hệ giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Hoặc là qua các trang như Chợ Tốt, Zalo, Facebook, đánh số điện thoại của em vô là sẽ hiện lên ha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi giùm nha. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.